Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ ơi, đến với giờ học hôm nay thì cô Vân có một câu đố dành cho các con. Các con cùng lắng nghe cô Vân đọc câu đố nhé. Đố chúng mình giải được câu đố này nhé. Cái gì để tránh nắng mưa, đêm được ăn giấc từ xưa vẫn cần? Đáp án số 1 cái ghế, đáp án số 2 cái quạt, đáp án số 3 ngôi nhà, đáp án số 4 cái chổi. À, đáp án chính xác là đáp án số 3, ngôi nhà đấy các con. Một ngôi nhà vững chãi, kiên cố sẽ giúp chúng ta tránh nắng mưa. Và trong ngôi nhà ấy chúng mình sẽ có những giấc ngủ an lành đấy. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các con tìm hiểu về ngôi nhà của mình nhé. Con cùng quan sát xem cô có hình ảnh gì đây. Đây là hình ảnh ngôi nhà cấp 4 đấy các con ạ. Các con cùng lặp lại với cô, ngôi nhà cấp 4. Chúng mình nhìn thấy ngôi nhà cấp 4 ở đâu nè? À, ngôi nhà cấp 4 ta thường thấy ở khu vực nông thôn. Theo các con, ngôi nhà cấp 4 này có đặc điểm gì nè? Con cùng quan sát nhé. Ngôi nhà này có mái nhà. Các con biết mái nhà được lợp bằng gì không? À, mái nhà được lợp bằng ngói đấy các con. Còn đây là thân nhà, có cửa ra vào và cửa sổ. Xung quanh ngôi nhà còn có cây cối và sân vườn. Xây được ngôi nhà này cần có các nguyên vật liệu như sau. Đó là ngói, cát, đá sỏi, gạch, xi măng, sắt, thép. Thế nên ngôi nhà điều không thể thiếu đó chính là bác thợ xây đấy các con ạ. Còn đây là hình ảnh gì? À, đây là hình ảnh nhà tầng đấy các con. Các con cùng lặp lại với cô, nhà tầng. Các con nhìn xem nhà tầng có đặc điểm gì? Có mấy tầng nào? Các con cùng đếm với cô nha. 1, 2. Ngôi nhà có tất cả là 2 tầng đấy các con. Ngôi nhà tầng cũng có mái nhà nè, có thân nhà, có cửa sổ và cửa ra vào đấy các con ạ. Nguyên vật liệu để xây dựng ngôi nhà tầng gồm có ngói, cát, đá sỏi, gạch, xi măng, sắt, thép. Để xây dựng ngôi nhà cần có bác thợ xây nữa các con. Bên trong ngôi nhà có rất nhiều phòng, các con cùng quan sát với cô nha. Đây là phòng gì đây? À, đây là phòng khách đấy các con. Phòng khách là nơi để tiếp đón khách, nơi mọi người cùng nhau trò chuyện đấy. Tiếp theo là phòng gì đây? À, đây là phòng ngủ. Và tiếp theo đó là phòng gì vậy con? À, đây chính là phòng bếp đó các con. Còn đây là phòng gì đây? À, đây chính là phòng ăn. Và đây là phòng vệ sinh đấy các con. Và xung quanh còn có sân vườn nữa. Các con có biết ngôi nhà tầng được xây dựng nhiều ở đâu không? À, ngôi nhà tầng được xây dựng ở khu đô thị đấy các con ạ. Vừa rồi các con được quan sát 2 kiểu nhà. Bây giờ các con cho cô biết điểm giống nhau và khác nhau giữa nhà cấp 4 và nhà tầng như nào? Điểm giống nhau là gì? À, giống nhau là đều có mái nhà, thân nhà và có cửa ra vào và được xây dựng từ các nguyên vật liệu là cát, đá, xi măng, sắt, thép, gạch. Còn khác nhau? Khác nhau là nhà cấp 4 thấp hơn nhà tầng, có ít phòng hơn nhà tầng và được xây dựng ở nông thôn. Còn nhà tầng thì cao hơn, nhiều phòng hơn, có cầu thang đi lên và có khu lan can để bảo vệ cho mọi người an toàn đấy. Và nhà tầng thường được xây dựng nhiều ở khu đô thị đấy các con. Ngoài 2 kiểu nhà các con được quan sát còn có một số kiểu nhà khác nữa. Các con cùng quan sát với cô nha. Các con nhìn xem đây là ngôi nhà gì? À, đây là ngôi nhà sàn đấy các con. Ngôi nhà này thường làm chủ yếu bằng các loại gỗ và được xây dựng ở vùng núi. Còn đây là ngôi nhà gì? Đây là hình ảnh ngôi nhà rất là nhiều tầng, nhà to, cao và được gọi là biệt thự đấy. Các con biết đây là kiểu nhà gì không?
Đây là hình ảnh ngôi nhà có rất là nhiều tầng, được gọi là chung cư và xây dựng nhiều ở thành phố. Các con ơi, ngôi nhà là nơi ở của chúng ta, mà nơi đó có những người thân yêu trong gia đình. Và mỗi khi đi đâu, chúng ta luôn mong muốn được về bên ngôi nhà của mình để nghỉ ngơi và sum vầy. Qua bài học ngày hôm nay, cô hy vọng rằng chúng mình ở nhà sẽ luôn yêu quý ngôi nhà của mình, biết bảo vệ và giữ gìn cho ngôi nhà mình luôn sạch đẹp và ngăn nắp nhé. Các con nhớ là quay video giới thiệu về ngôi nhà của mình cho cô và các bạn cùng lắng nghe nhé. Tiết học của cô đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.